Trong một chuyến đi vào các khu rừng nhiệt đới ở châu Á, thì chúng ta thường sẽ luôn đề phòng với các loài như hổ, gấu hay các loài rắn. Nhưng có một sự thật là, có một loài mà chúng ta cần để ý nhiều hơn, đó là loài lợn rừng. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, lợn rừng sẽ không nguy hiểm bằng hổ hay gấu, nhưng tỷ lệ để gặp lợn rừng lại cao hơn nhiều so với hổ hay gấu. Và chúng thường di chuyển ẩn nấp, với thân hình không quá lớn, chúng ít bị phát hiện bởi con người hơn. Lợn rừng thường sẽ tránh đối đầu với con người, nhưng chúng sẽ đặc biệt hung hăng nếu đang dẫn dắt một bầy con. Lợn rừng là loài rất chăm lo cho bầy con của mình, nếu bị đe dọa, chúng sẵn sàng quay lại tấn công kẻ thù và cả con người nếu chúng ta chỉ vô tình xâm phạm nơi ẩn nấp của nó. Với cặp răng nanh nhọn cùng khả năng chịu đựng phi thường, đôi khi các loài săn mồi như sói hoặc hổ sẽ thất bại khi gặp một con lợn rừng đang ra sức bảo vệ bầy con của mình. Đúng là sức mạnh của tình mẫu tử.